trong mùa anh thôi bất rồi đọt tao mình sẽ chỉ đang tu đùi mình mày tầm tay mình mời tỏ là hang cái này tầm nay nay là tè ô mình cứ y hoa á tè y hoa á thôi bộ phải chắc mày nha chắc mày nhá ờ có một cái này tự cuối hưởng tự y hoa lắm của đấy những cái non chui là à. Ừ và chắc sao ừ. Cái này của phải lại tỏ à. Ừ. Chứ phải cái này phải chắc sẽ lùm là lo cả bốn của là ừ.
chuối này, quả miền nào không? Nha chặt tới cầm mối nha. Chui máu mà những quận miền sao. Cứ nhìn sao nhé. Ba đào to mình xài. Nó cứ buồn hẻ luôn. Này quận này nha, những quận miền. Tôi ngồi muộn con hiểu mà lâu nó chồng hài nó đó. Đây thì mụ anh có hết cứ mình hà lò đâu hết cứ hạt đỏ hà đâu hết cứ mà mùa sinh nàng phải tải đâu con hiểu con công an phải tập công có cái gì ấy. Anh muốn báo cáo một sự việc là người bạn gái của em ấy đi lên rừng xong bây giờ không tìm thấy em thấy
Thế mới đi lâu chưa? Đi cách đây được 2-3 năm rồi. Là thấy máy biết gửi đấy, thấy gần. Ê, chú ngồi xuống đây. Anh ngồi xuống là để lấy thông tin xem mất tích lúc nào. Xong là sẽ để anh trình báo cho cấp trên của anh. À, thế cô ấy đi từ hôm nào? Đi được cách đây được 3 hôm rồi. 3 hôm à? Thế cô ấy đi từ hôm 17 nhá. Là hôm nay 20 rồi. 3 hôm phải không? Ừ, 3 hôm rồi. Thế đi vào. Đi từ hồi sáng vào buổi sáng hay buổi chiều? Đi buổi sáng đi. Buổi sáng. À, thế là được 3 hôm là không về rồi. Vâng. Không, em đi tìm được 2 ngày rồi. Hôm qua em sáng nay em đi tìm là thấy đồ của cô ấy ở trên. Còn thế cô ấy để lại cái gì? Để lại một cái gùi với đôi dép với cái mũ rồi. À, thế là cô ấy lên đấy làm việc gì? Đi hái rau bán ấy. À. Bây giờ không thấy người rồi. Thế bây giờ đi. Vâng. Bây giờ anh em cùng đi xem điều tra như thế nào. Đi, có anh đóng cửa vào nhé. Chở chú này đi nhé. Vâng. Xong rồi ấy. Đây đến rồi anh ơi. Đây à? Vâng.
cái này chắc bên Hải Dâu có khi bị bắt cóc hay cướp kiểu gì ấy. Em cũng tìm xung quanh hết rồi, không thấy người. Anh nha, ấy đi để em chụp lại hiện trường xong là báo cáo. Không biết là vì làm sao rồi. Còn dép với mũ, với gùi. À, bây giờ thế cô gái này là tên gì? À, cô ấy tên là Phương. Phương à? Vâng. Thế anh ghi cho em là Phương vào. Thế là thế họ tên đầy đủ của cô ấy là gì? Tôi tên là Triệu Phải Phương. Ừ. Anh ghi vào cho em. À, tầm khoảng bao nhiêu tuổi? Tuổi 23, 24 tuổi đấy. Vâng. Anh ghi vào cho em nhé. Bây giờ hiện trường còn cái gùi với cái mũ với đôi dép, không là anh ghi vào để mình báo lên cấp trên. Anh ghi hết cho em, rồi xong là ấy. Này anh cố gắng xem tìm hộ em xem. Rồi. À, bị cô ấy bị làm sao? Cứ bình tĩnh để anh đi hiện trường và xong anh báo lên cấp trên để tìm cô gái này. Đấy, bây giờ thông tin tình hình là như này rồi, xong là bây giờ cứ lấy gùi xong là lấy về đi, xong là anh lên báo cấp trên xong rồi anh lập. Thế xung quanh đây chú tìm hết chưa? Em cũng tìm từ trên kia xuống mà về đến đây mới thấy cái gùi. Đây địa hình cũng hiểm trở, sợ là cô ấy rơi hú hay cái gì không thì bây giờ để anh về xong anh báo cáo lập tổ xong là anh đi tìm, sợ là rơi hú hay là bị cướp hay kiểu gì. Bây giờ chú lấy gùi xong lấy dép cô gái ấy xong là ấy. Bây giờ em cũng không biết làm thế nào, em cũng nhờ vả các anh xem. Được, được. Thế bây giờ mình cùng nhau đi tìm quanh quanh đây xong, xem có thấy không. Không thì mình đi về xong mình báo cáo, mình cùng nhau lên tìm. Đi. Anh cùng nhau đi loanh quanh đây, toàn bộ mình chở đây xong mình đi. Quanh quanh đây em cũng tìm hết rồi. Đi, anh xuống dưới nhé. Em lên trên này tìm xem. Không thấy đâu anh à? Trên này cũng không có dấu vết gì của cô này. Cũng như là có hang hốc gì không. Giờ thì không thấy rơi ở đâu. Thôi kìa, giờ mình anh em mình xuống dưới. Bây giờ cũng muộn rồi, bây giờ tôi tìm thấy nóng quá. Tôi thấy chú ấy xuống xong mình bảo chú ấy về xong mình đi báo cáo sếp không ạ. Cô gái
Bây giờ chú ạ, cái này chú không phải lo lắng đâu. Anh bây giờ về xong bảo với anh em nữa cùng lên, chú không phải lo lắng đâu. Bây giờ cũng muộn rồi, xong anh về thì xong lên tìm xem. Bây giờ anh về trước để em chăm sóc nhà cho anh. Vâng, không có gì. Bây giờ thế nhà chú ở đâu, xong đi cùng anh về luôn. Thôi các anh cứ về đi, em đi bộ được rồi. Đi đâu, đi xong cùng anh đi một đoạn cho về. Em đi bộ cho anh đi về đi. Em nhờ chăm sự nhà anh. Ok, không có gì đâu. Anh về đây.